Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tăng khá mạnh trở lại với tỷ lệ tăng là 0,46%, giao dịch quanh mức 1.749,28 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.739,43 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.750,07 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ lại quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,36%, hiện tại đang đứng quanh mức 106,282 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 16.286 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xu hướng tăng, thời điểm này đang đứng quanh mức 3,700% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng khá mạnh trở lại với tỷ lệ tăng là 2%, hiện tại mỗi thùng dầu thô đang giao dịch quanh mức 78 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù hiện tại giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu tăng, tuy nhiên trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, đồng đô la Mỹ tăng giá đã đẩy giá vàng lao dốc. Và vàng có thể chuẩn bị phải đối diện với nỗi lo mới. Cụ thể trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay, ngày 9 tháng 11 theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới có thời điểm giảm xuống chỉ còn 1.739 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức giá 52,4 triệu đồng trên lượng. So với phiên ngày hôm qua thì vàng đã mất đến 300.000 đồng trên một lượng. Theo giới phân tích thì giá vàng giảm do đồng đô la Mỹ mạnh lên. Nguyên nhân là do nhiều thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã có những nhận định cho việc nâng lãi suất sắp tới. Chẳng hạn, trong một cuộc phỏng vấn với MarketWatch, ông Jim Bullard, chủ tịch của ngân hàng Lewis, một thành viên của Fed vốn được đánh giá là khá rìa hâu, cho biết Fed cần duy trì mặt bằng lãi suất lên 5% trong suốt năm 2023 và cả năm 2024 để thành công trong việc kiểm soát lạm phát. Thị trường đang đánh giá thấp Fed trong việc sớm giảm tốc độ tăng lãi suất, trong khi đó thì mục tiêu của Fed vẫn là thắt chặt tiền tệ để hạ nhiệt lạm phát, theo ông James Bullard nói. Tuy nhiên, mọi mục tiêu chú ý của thị trường đang hướng về sự kiện do Viện Brookings tổ chức tại Washington vào ngày mai. Ông Powell, chủ tịch Fed sẽ có bài phát biểu tại đây. Những phát biểu cứng rắn hay là nhẹ giọng của vị chủ tịch Fed sẽ cho thị trường nhận định đợt tăng lãi suất vào ngày 13 và ngày 14 tháng 12 tới đây. Thị trường đang dự đoán Fed chỉ có khả năng nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong kỳ tới, do đó giá vàng sẽ tiếp tục biến động khó lường. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Hôm nay, thị trường vàng trong nước cũng giảm theo đà đi xuống của thị trường vàng thế giới trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 66,5 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,3 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng so với cuối ngày hôm qua. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra được rút ngắn xuống còn 800.000 đồng trên lượng. Trong khi đó thì giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại tiếp tục duy trì khá ổn định quanh mức 53 triệu đồng trên lượng mua vào và 54 triệu đồng trên lượng bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.667 đồng trên 1 đô la Mỹ, không đổi so với phiên hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì cũng giao dịch ổn định quanh mức 24.600 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và 24.840 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Còn với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do giảm nhẹ, hiện tại đang được mua vào ở mức 24.920 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.020 đồng trên 1 đô la Mỹ, cùng giảm 30 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch trưa chiều ngày hôm nay, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Mặc dù thị trường vàng thế giới hiện tại quay đầu tăng trở lại, tuy nhiên thì với thị trường vàng trong nước cụ thể ở đây là với vàng miếng SJC tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh quý vị và các bạn nhé. Còn với vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác cũng trong xuống tương tự, tuy nhiên mức độ điều chỉnh thì nhẹ hơn, hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000, giảm 250.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 25.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.640.000, bán ra 6.722.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra.
PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.720.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra với PNG Hồ Chí Minh, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với PNG Hà Nội. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.641.000, bán ra 6.719.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, 20.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.640.000, bán ra 6.710.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.730.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.650.000, bán ra 6.732.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác hiện tại được điều chỉnh giảm mạnh trong khoảng 250.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 25.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn dao động ở khoảng 800 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.640.000, bán ra 6.722.000. SJC Huế mua vào 6.637.000, bán ra 6.723.000. STC Bình Phước mua vào 6.638.000, bán ra 6.722.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000. STC Long Xuyên mua vào 6.642.000, bán ra 6.725.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.640.000, bán ra 6.722.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.638.000, bán ra 6.722.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại vẫn duy trì xuống giảm trong khoảng từ 63 đến 150.000 đồng trên lượng, hay giảm trong khoảng 6.300 cho đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy ở mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.300.000, bán ra 5.400.000. Nhận bục số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.300.000, bán ra 5.410.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.280.000, bán ra 5.360.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.176,9.000, bán ra 5.306,9.000, giảm 14.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 3.835,4.000, bán ra 4.035,4.000, giảm 11.300 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.940,2.000, bán ra 3.140,2.000. Vàng 10K mua vào 2.050,3.000, bán ra 2.250,3.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.